Chào tất cả bà con nhé. Sau những mọi sự cố gắng của người dân, mọi gia đình, mọi cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp, thì bây giờ anh em chúng tôi đang chuyển đi những thùng gạo miền lần đầu tiên để gửi tới bà con miền Trung nhé. Quay đi, đứng lên đây đi. Quay cái sếp để quay thôi. Đây là bánh trưng nha các bác nhé. Công nông ơi, tránh đi công nông ơi, ủi được. Đây là toàn bộ quần áo nhé, gồm 50 bao đây các bác ạ. Đi đi. Chào đồng chí La nhá. Đắm chặt thế này, ô tô. Sáu mươi cái thế à? Được rồi, đây tôi quay cho các bà. Lên hết chị Phê. Vì đồng bào miền Trung chị em hớn hở nức nở nha. Yeah, là bánh gạo. Như vậy là trên xe hiện nay là đủ 6 tàu tới gạo. Bây giờ các bác bốc cho tôi 40 thùng nước này. Nước à? Lấy nước trước à? Cho xe đứng lại tạo đi. Ủa cái này là xếp theo vùng à? Thôi, người đi. 40 thùng xếp cao lên. À bác Ứng, trên đây các bác xuất phát chưa? Bọn em giờ đang xếp hàng đây. Lối đằng kia kìa. Không đi chứ. Mày đi nữa đéo. Mày đi thì mày cứ đi được của mày. À không, còn không đi. Bốn mươi thùng. Ừ.
Này xe này. Đấy, cả đi một con xe dài. Tiến lên đi cả, giữ cái kia không nó. Cháu không ạ, bố cháu đi thôi. Bố đi à? Vâng. Cái này lên một tận còn là xếp hết vào đấy là xếp hết ra xong phân loại ra rồi với ấy được chứ làm sao mới bây giờ sao được. Rồi cảm ơn đội tính nha. Sao lại xếp kiểu này nhỉ? Không nó căng bạt cho chú. Tối phải căng bạt rồi chứ. À rồi, xin chào tụi chú nha. Bà con về tinh thần đồng bào miền Trung rất hăng hái. Nếu mà đây xem còn đủ 20 thùng không? Đủ chưa? 2, 3, 4, 15, 17. Đến nha, 110 thùng nha. Đủ rồi, đủ 20 thùng rồi. Chạy xong rồi, loạt ra. Không, người ta căng bạt, người ta bịt bạt tí, bịt bạt căng đét đi chứ. Phải bịt bạt chứ không có mưa gió các cái phủng hết à. Bà Dinh to vào luôn, anh bảo Hùng ơi bỏ đây quần Hùng ơi. Bánh là 115 thùng nhá, bánh, cái này bánh là hai loại. Một là mét này, cái này là 100 thùng, gốc 50 thùng này này, còn 50 thùng này. Chào bác Quế nhá. Sao lại chia xe này đi một nơi à? Xuống cái gì thế? Làm như này nó biết là ấy này. Mẹ, toán đi. Bốc như này nó mới là khó. Loại nào cứ xếp vào loại đấy đi ba xe là xếp từng hàng hà luôn. Xe một chỗ mới lúc cung. Kìa bên sữa cô Mi vào kìa. Này gọi Ngân ra xem mà Ngân cái này. Sữa là 75, sữa 75 thùng. Em ơi sao em tách như này, anh thấy như này là hơi rối đấy. Thật sự là rối. Đang chia đôi còn gì nữa. Nếu bánh trưng với bánh mì có xe lạnh thì đi xe lạnh. Ừ, thì cho cả cái bánh mì xong lên nữa. À lại đi người đi vào nữa à?
cứ cái đà như này là tôi sợ rồi. Không để tí buộc vào hông xe ấy. Những cái băng rôn tí dán hết vào hông xe cơ. Đây là anh chủ con nhà chú Thành nhá. Công tác tận Liên Xô nhưng hôm nay cũng cố về để vì đồng bào. Tưởng tượng đi đấy. Tôi yêu cầu ông Phượng cũng chuẩn bị một cái điếu cày và vài đôi chút thôi. Đếm rồi. Đếm rồi. Từ từ đã, ông tôi đi. Chào các bạn nha. Đấy ủng hộ luôn cái ô tô khi vào miền Trung cho nó đi à. Trời ngay. Bao nhiêu thùng sữa mà chơi? Đấy không. Nửa đi, cứ chia một nửa. Cứ chia đôi ra. 40 thùng sữa mà thằng. Em ơi cho cả một nửa. Ôi chết rồi, sữa trên này còn hai sữa. 75 sữa. Đấy, đấy. Có hai loại sao đây tính ạ? Chào chào cô Thủy. Mà trên kia còn chia đôi luôn đi. 80 thùng mấy à? Cái này có 150 phải thêm 10 thùng nữa. Em ghi lên có tổng là 150. Vậy thì cho lên 80 thùng vâng. Bánh mì 4.000 chiếc bánh mì thì là bao nhiêu hộp đây? Đang đếm. Ông ạ, Ngân Hùng ra xem nào. Đây rồi. Để mấy thùng to nhá. Cứ chia thùng to cho bé. Thùng to mấy thùng bé. Không, không bánh thì không cần mặn ngọt đâu. Đây một thùng. Ôi. Cứ chia đảo được. Thùng ơi kìa, bánh mì là bao nhiêu thùng? Đây đây, chia rồi đây. Cứ phải bốc thôi. Nhớ đừng khách mua à. Thôi bánh cho bánh mì này lên đi. Bánh mì trả tiến lề nhá. Đấy rồi, đi cho thùng luôn đây. Ờ, thường hướng chưa về nó bên lãnh đạo. Chờ Lê Kiên nhá. Anh em bà con khu dân cư có cả xã Lộc Lê Kiên đấy. Chờ bánh mì sau à? Chào Ngô Đồ nhá. Ao rồi. Sẽ xuống bao người đi. Hả? Nói rồi. Tớ không đi. Đi à? Là nhà ở. Mẹ. Chú chuyên chú lại đi thay vào đấy. Chú chuyên chú đi thay vào đấy. Chuyên. Đâu ông đâu? Ông đang về lấy quần áo. Mình không đi được. Muốn đi lắm. Bạn đi ra nha. Bạn ra đang. Chắn lắm thì. Cái cái một hai cái xuống đi cho mình có lòng gì hết. Chắn một lúc bèo hôm dài cây rồi. Xe. Cứ chia ra mỗi loại 50 thùng. Chỗ đấy hơn 200, hơn 300 thùng cơ mà. Anh ơi, xem có bảo không nhỉ? Có, phải có bạn chứ không có bảo đấy nhũ nết. Chào các bác đây.
Ba kia, một kia là một bánh gạo là hai loại, một loại mặn này, một loại ngọt. Ừ. Nhưng mà bây giờ xếp lên xe. Xin kết thúc video này.